Xin chào các bạn quay trở lại với kênh của Thế Giới Máy. Với nhiều năm kinh nghiệm sản xuất và phân phối các thiết bị về ngành chăn nuôi, hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một dòng sản phẩm mới về ngành chăn nuôi, đó là TAKIO, bao gồm các sản phẩm. Đây là máy xay nghiền inox, máy băm chuối. Đây là máy băm cỏ vuông 1.1 kW, máy xay nghiền đa năng, máy băm cỏ vuông 1.5 kW. Đây là máy thái chuối và máy ép cám viên. Sau đây thì tôi sẽ test máy cho các bạn xem những thiết bị này có thể làm được những gì nhé. Bà con đừng quên bấm nút đăng ký kênh video của Thế Giới Máy và bấm nút chuông ở bên cạnh để nhận thông báo mỗi khi Thế Giới Máy đăng tải video mới hướng dẫn sử dụng máy móc, thiết bị cho bà con.